Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, và ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại đường Lê Hồng Phong của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội của quý vị các bạn nhé, để mua một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 số sàn, sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội đây các bạn nhé. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 rất là đẹp, màu bạc đây các bạn này. Chiếc xe rất là đẹp và xe gia đình, không có chạy dịch vụ gì quý vị các bạn nhé. Đấy, xe đăng ký gia đình, đăng ký biển trắng đây các bạn này. Đấy, biển 30H rất là đẹp luôn các bạn nhé, biển Ba Đình, Hà Nội. Và chiếc xe này thì tôi cũng đã làm việc giá cả xong rồi. Bác chủ xe đang nhờ mấy anh em dọn đồ ra cho bác chủ xe đây ạ. Bác chủ xe rất là cẩn thận luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe thì rất là đẹp, xe gia đình, chạy ít này. Và lại rất đẹp luôn, nhiều chỗ trên xe còn chưa bóc ni lông. Bác chủ xe rất là cẩn thận luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì anh em cũng đang tập trung để dọn đồ ra cho bác chủ xe, để bác chủ xe giao xe cho mình đây. Bác chủ xe còn cất cả cái tấm chắn cốp bằng nỉ này ở trong ni lông, cất ở trong nhà. Bác bảo để ở ngoài là nó hay bị bụi bẩn, cho nên là bọc ni lông cất trong bao đây, cất trong nhà. Bây giờ bán cho tôi là giao cho tôi cái tấm chắn cốp đấy. Đấy, phải nói là bác chủ xe rất là cẩn thận luôn quý bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là đẹp hiếm có tại thị trường Việt Nam lúc nào. Vì những chiếc xe đẹp mà số sàn thì nó rất là nhiều, số tự động thì rất là nhiều. Còn những chiếc xe mà số sàn không chạy dịch vụ mà lại đẹp như chiếc xe này thì rất là ít các bạn nhé. Form mới rồi, sản xuất năm 2022 quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, thì chiếc xe này thì chúng tôi mua về, chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp và quay video báo giá cho quý vị và các bạn sau nhé. Đấy, chiếc xe này thì tôi cũng đã mua xong rồi, bác chủ xe dọn dẹp xong là sẽ giao cho tôi chiếc xe này thôi. Thì quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy chờ tôi làm video, tôi sẽ báo giá nhé. Chiếc xe này thì đẹp rồi các bạn ạ. Bác chủ xe thì cũng có tuổi rồi cho nên là bác rất cẩn thận. Đây, bác chủ xe áo xanh đây các bạn này. Bác chủ xe áo xanh đấy. Bác cũng có tuổi rồi cho nên là bác, phong cách của bác thì bác bảo là, thứ nhất là bác thích đi số sàn, nó quen rồi, từ ngày xưa toàn đi số sàn. Cái thứ hai nữa là đi số sàn cho nó tiết kiệm. Đấy, bác nhà mặt đất và nhà ở trên phố Lê Hồng Phong của quận Ba Đình, Hà Nội các bạn nhé, ngay cạnh Lăng Bác luôn quý vị các bạn ạ. Khi các bạn nào mà đang có nhu cầu thì có thể quý vị các bạn liên hệ trước, có thể qua xem xe trực tiếp tại cửa hàng tôi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì tôi mua về thì chắc chắn cũng chỉ dọn qua đi thôi chứ không phải sơn, không phải làm gì nữa đâu các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.